các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán quả na. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt, thò dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây mình đây là củ cải. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Trên tay mình đây là quả táo vàng. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Thank you.
chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là chai dầu dán. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.